Kênh Thắng Make Sexy xin chào quý vị, anh chị và các bạn. Địa chỉ của em ở 35 Xuân Mộc, Bà Rịa, Vũng Tàu. Số điện thoại mọi người có thể liên hệ là 0974644973, 0337019191. Facebook của bên em là Thắng Make Sexy và YouTube là Nông Cơ Duy Hải hoặc là Thắng Make Sexy. Trang web của bên em là nongcoduyhai.com. Mọi người có thể đặt hàng trực tiếp qua trang web giúp em ăn. Đây bên em có một siêu phẩm máy Makita tay dài đời mới trợ lực. Máy con này nó đẹp, xuất sắc, chuẩn chỉ 9 nút cho mọi người ha. Dưới đít này là do cái thảm em quay video nó nhốt nhau, nó ra nó dơ, nên là mọi người lau này nó sẽ rất là dơ. Còn thật ra khi mà em dọn này mọi người thấy nó rất là sạch, máy tình trạng nguyên rin đẹp. Số series của máy đây. Máy đẹp 9 nút cho mọi người ha. Đó, trợ lực đời mới đây, mặt trước của máy. Lam xích mini chân 91, lam đồng nhông và phần cắt được 3 tức rưỡi. Đây là bơm xăng phụ của máy, le gió và đây là bình chứa nhiên liệu. Đây bình chứa nhất thải, công tắc tắt mở máy, chốt khóa khá hóa gò ga. Đặc biệt bản này có thắng xích. Đó, chức năng thắng xích còn sử dụng tốt. Ok. Bên hông này là mặt ôm làm của máy. Đó, màu rất là sáng, rất là đẹp ha. Makita. Rồi. Con này thì bít tông sở hữu của nó là đây là rất là sáng rồi. Bít tông của nó là 37 ly gì đó và dung tích xi lanh đạt được là 33cc. Máy Nhật 100% chuẩn của Nhật ha. Giờ em sẽ khởi động cái máy. Để lâu thì mọi người cứ bơm xăng vài cái và tiến hành mọi người giật cho em 3 cái. Nếu trường hợp một cái nó nổ rồi thì mọi người để cái kia nổ. Và nếu không nổ thì lúc đó kéo le ra ha. Rồi tiếp tục giật. Bốn cân rưỡi mọi người ha, 4 cân rưỡi ha. Đây xích rin theo máy, các bác nào mà muốn thêm một sợi đổi thêm một sợi xích mới ấy, thì bù thêm 100.000 thôi nhá. Giá của sản phẩm là 2.300.000 đồng, giá trên bao ship tặng 4 bao phụ kiện. Bác nào chốt thì liên hệ trực tiếp số điện thoại của bên em là 0974644913, 0337119191 giúp em nha. Cảm ơn mọi người theo dõi video rất nhiều, xin chào mọi người.